Chào bạn, chào đón bạn đến với ngày 11 của hành trình 30 ngày viết lên tiếng nói chân thật. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta không chỉ có gia đình mà còn có những người bạn từ thuở thơ ấu, bạn học, bạn quen, tất cả góp phần tạo nên những sắc màu đa dạng trong cuộc sống. Và trong những tình bạn ấy, chắc chắn có những người khiến bạn thật sự trân quý hơn cả một người bạn. Họ còn là người thân, là điểm tựa dìu dắt bạn trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ dành 10 phút để viết xuống về tình bạn của mình. Trong thời gian này, bạn hãy cứ viết xuống những gì bật lên bên trong bạn. Là suy nghĩ, là cảm xúc, hay là bất cứ điều gì đi nữa. Bạn hãy cứ liên tục viết xuống, không cần đắn đo, không cần phân tích. Đơn giản, hãy viết xuống những gì có bên trong bạn. Và nếu như bạn không biết viết gì, hoặc không có gì để viết, thì cũng hãy viết xuống, tôi không có gì để viết. Nào, giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng thực hành bài thực hành ngày hôm nay nhé. Ta hít vào một hơi thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng. Kết nối với chính mình. Giờ đây ta đang cảm thấy như thế nào? Hãy viết xuống cảm xúc của ta ngay lúc này. Hít vào một hơi thật sâu nữa. Thở ra thật chậm. Nghĩ về những người bạn của ta trong suốt quá trình trưởng thành. Từ thời thơ ấu, những người bạn học, bạn quen. Điều gì bật lên trong ta ngay lúc này? Hãy viết xuống, không đắn đo, không phân tích. Đơn giản, đây là những suy nghĩ, cảm xúc đang có trong ta ngay lúc này. Nếu không có gì để viết thì ta cũng hãy ghi xuống, tôi không có gì để viết. Hãy viết xuống những người mà ta trân quý nhất. Đây là một hoặc vài người bạn mà ta trân quý nhất. Điều gì ta trân quý ở họ? Hãy viết xuống những điều mà ta trân quý ở những người bạn của ta. Hãy để những cảm xúc, suy nghĩ của ta liên tục được viết xuống giấy mà không cần đắn đo,
không cần phân tích. Nếu không có gì để viết thì ta cũng hãy ghi xuống: tôi không có gì để viết. Cho dù là bất cứ suy nghĩ gì đi nữa, ta cũng hãy ghi xuống. Kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa ta và người bạn của ta đó là gì? Hãy viết xuống. Ta trân trọng từng suy nghĩ, cảm xúc của mình. Ngay lúc này, ta đang cảm thấy như thế nào? Hãy viết xuống cảm xúc của ta ngay lúc này. Giờ đây, nghĩ về mối quan hệ giữa ta và những người bạn mà ta trân quý. Ta mong muốn mối quan hệ này như thế nào trong tương lai? Đây là những điều ta mong muốn trong mối quan hệ với những người bạn của ta. Vòng tròn bạn bè của ta sẽ như thế nào? Hãy viết xuống những mong muốn của ta. Điều đó có ý nghĩa gì với ta? Hãy viết liên tục. Tải hết những suy nghĩ, cảm xúc của mình xuống trang giấy. Ta sẽ hành động như thế nào để có được điều đó? Đây là những hành động mà ta sẽ cam kết thực hiện để có được vòng tròn bạn bè gắn kết ý nghĩa. Giờ đây ta từ từ dừng bút, nhìn lại những gì mình vừa viết, có điều gì động lại trong bạn ngay lúc này? Thông điệp hay bài học nào bạn rút ra được, hãy chia sẻ ở cảm nhận bên dưới nhé.
Cảm ơn bạn đã hoàn thành bài thực hành ngày 11 cùng với mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like video và subscribe kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn có một ngày mới an lành, ấm áp và gặp nhiều may mắn.